Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình xin chào các bạn nha. Ngày nay mình sẽ bắt đầu tô màu. Đời. Chẳng thế à? Đến là 19 tháng 11 đến cũng lo chết đói rồi. Ở đây thì tôi sẽ đọc. Tôi cùng trường lớp. Cùng trường, không cùng lớp. Sóc sơn là lại. Mình sóc sơn hai bạn gần nhau mà rồi. Đi về cũng gặp suốt rồi mình. Cháu. Cháu phòng. Sắp. Nên mình sẽ tôm mò cho các bạn đây. Con mình là có những bước chân. Chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn vào vòng và bóng hay của mình sẽ là ngọc trai. Cái ô bị chán. Giải ơi, hay cả yêu thương. Thế cũng được. Vậy mình tô màu xong rồi các bạn ơi.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây mình sẽ tô màu vẫn nè.
như vậy mình cho màu xong bạn nào.